Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cái video clip này cho các bạn là cái kỹ thuật đóng chuồng nuôi chim cút thả giường của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mình xin phép các bạn là cái đây là cái trước cửa cái sân vườn của nhà mình. Mình xin có vài nét mình quay cái cảnh cho các bạn xem một chút. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình chút xíu là mình sẽ nói về cái kỹ thuật mình đóng chuồng nuôi chim cút thả giường nha các bạn. Mong các bạn tham khảo một chút. Xin phép các bạn cho mình quay cái mô hình cái sân vườn của mình một chút cho các bạn đo nét cho các bạn xem và tham khảo. Đây là mấy con mấy con thỏ nè các bạn. Mấy các bạn thấy không? Nó ngồi nó ăn cỏ thấy tự nhiên không? Đó là mấy con thỏ kiện, mấy con thỏ bằng đá các bạn. Đó cái sơ cái sân vườn của nhà mình đó. Đây là lan của mình nuôi, mình trồng. Đây các bạn thấy không, có cây lan này nó nở nè, nó nở bông đó. Cái này mình chỉ quay sơ lược cho các bạn thấy cái đôi nét về cái sân vườn của nhà mình thôi. Còn cái vấn đề chính là mình giới thiệu với các bạn là cái mình đóng chuồng nuôi chim cút thả giường đó các bạn. Đó. Đây. Các bạn thấy không? Ở đây khô nước hết rồi, tôi chưa có ở không để tôi vô nước với tôi làm vệ sinh. Rồi bỏ cũng hơi lâu các bạn. Đó. Đây là cái lối vô bên hông đường nhà mình ha. Đó. Đây là nhà mình sơ bộ cho các bạn nha. Đó. Để khi mà các bạn coi xong á, là các bạn biết là sơ lược về cái toàn cảnh cái nhà của mình. Đây là cái hòn non bộ. Đó. Đây là cái lối đi vô cái bên hông của nhà mình đây. Còn đây là mặt chính của nhà mình. Đó, bên kia cũng có trồng lan các bạn. Tôi cũng có trồng hồng nữa. Trồng hồng mà hôm nay tôi cắt hết rồi, do bông mà tôi cắt hết rồi. Lý do là bông nó tàn. Đó. Bên kia cũng có lan nữa các bạn. Đó. Đây. Để tôi đi vô cho các bạn coi. Cái này là tôi chỉ sơ lược để cho các bạn thấy. Các bạn thấy tôi đang ở trên cái chính cái ngôi nhà của mình. Ra sau giường. Tôi mới là đóng chuồng nuôi chim cút ở đó đó. Đây. Đây các bạn thấy không? Thấy gốc gỗ không? Gỗ này gỗ xưa, là gỗ này gỗ giống như là gỗ mục vậy đó. Nhưng mà ta kêu bằng gỗ lũa. Là tôi mua về để tôi ghép lan vô đây nè. Tôi ghép lan vô đây các bạn. Cái này tôi chưa ghép. Tôi mới mua về tôi đãi đó. Rồi rảnh đó tôi mới đem đi ghép. Đây nè các bạn. Đó. Đây nè. Đây tôi bỏ ngổn ngang hết. Đây. Này. Đó. Đó. Rồi, cái này cũng là da sau rồi đó. Da sau mặt vườn, sân vườn nhà tôi. Đây. Sơ lược. Mấy cái video lớp trước đó, tôi có chia sẻ cho các bạn cũng thấy cái sơ lược về cái khung vườn nhà tôi vậy ha. Bây giờ tôi muốn quay chút đỉnh nữa thôi. Vấn đề chính hôm nay là tôi muốn giới thiệu cho các bạn là cái chuồng nuôi cút, cái kỹ thuật mà đóng chuồng nuôi cút thả giường nha các bạn. Đây là mấy cây gì mới các bạn biết không? Tôi mới khử vỏ vậy nè. Cây này là cây cây nhãn nha các bạn. Cây nhãn, nhánh cây nhãn đó. Đó, mấy nhánh lớn đó. Tôi đem về, tôi lột da. Rồi tôi để đó. Rồi rảnh đó tôi mới là để lan, ghép lan lên đây để làm tiểu cảnh để mình chơi lan. Mình chơi lan đây mà. Đó. Ở đây nữa nè các bạn. Đó. Đây là những gốc cây mà kêu bằng cây gỗ mà ta bỏ ta để đó. Hoặc là trong rừng á ta đem về. Bây giờ cái thứ gì cũng bán có tiền hết các bạn. Không có bỏ được. Rồi mình về, mình mua về, mình ghép vô. Mình tự thích, ghép ngẫu nhiên nha các bạn. Đó. Này ta kêu bằng gỗ lũa.
đó, đây đó. Bây giờ vô vấn đề chính đó, là bạn mấy bạn nhìn thấy không, thấy ăn sao đó, là cái chuồng nuôi cúc thả giường của tôi đó, tôi đã hoàn thiện rồi đó. Hoàn thiện, hoàn thiện là mới, chỉ mới có hoàn thiện là tôi đóng vừa xong thôi, còn những thứ ngổn ngang thì nó vẫn còn, tôi chưa có dọn dẹp, tôi chưa có ở không dọn dẹp, tôi mới có vải cho vải vải vôi các bạn, lót bón vôi á, vải vôi á, vải vôi, vôi này là vôi bột, vôi khử trùng á các bạn. Khi mà mình nuôi con chim cút á, mình để vô mình bón, mình lót cỡ khoảng một tuần lễ đến 10 bữa là được, là mình hãy thả con chim cút của mình vô. Tại vì mình thả chim cút của mình vô có gì á, nó khử trùng, con chim cút mình nó không có bệnh tật đó, nó phòng chống bệnh, nó diệt bệnh được. Đây rồi, bây giờ tôi cũng chia sẻ cho các bạn đây, chuồng nuôi cúc của tôi. Cái thứ nhất là tôi tận dụng những cái cây của nhà tôi có sẵn đó, các bạn thấy không, cây đó, cây là tôi tự đóng, tự đóng. Còn cũng như các bạn có thì các bạn đóng, còn không có thì các bạn mua cây cũ, cây gì cũng được, cây chàm, cây này, cây nọ, cây tre cũng được, các bạn đóng, 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 hình thức thì đóng giống như tôi. Các bạn khu vườn của các bạn có bao nhiêu các bạn đóng thì thích của các bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nuôi con chim cút các bạn phải che lưới nha, lưới này kêu bằng lưới cá, lưới cào cá của Thái, các bạn ra chợ ra tiệm các bạn mua, các bạn nói lưới cào cá của lưới Thái, lưới này là kêu bằng ba gem, lưới này ba gem. À, lưới nhỏ khi mà nuôi con chim cút nó không có ra được, con nhỏ con lớn thì nó cũng không ra hết. Thậm chí con chim sâu mà nó ở đây nó bay vô đây nó cũng bị dính đó các bạn. Hôm qua tôi có bắt được một con chim sâu, tôi cho con tôi nó chơi, nó chơi xong rồi tôi thấy ấy rồi tôi thả. Chứ nuôi giờ khó nuôi lắm các bạn, con chim sâu nó bắt sâu, mình đâu có thời gian bắt sâu cho nó ăn đó. Rồi các bạn á, làm chuồng của tôi á, thì cái chuồng của tôi á, là bề ngang á, thì được 4 mét, bề dài được 6 mét, tổng cộng cái chu vi cái chuồng của tôi là 24 mét vuông đó. Các bạn bao lưới một khoảng, bao lưới còn một khoảng á, các bạn cũng làm mái tôn hoặc là mái lá, cái gì cũng được, bạc cũng được, các bạn che để cho con chim cút nó khi mà mưa á, nó tránh được, hoặc là nắng quá thì nó cũng tránh được. Còn một khoảng thì các bạn để chống luôn, bao lưới ở trên để như là tự nhiên. Mình nuôi cái này là nuôi cái mô hình tự nhiên đó các bạn, tự nhiên là để là con chim cút nó đi tới đi lui chứ không phải là nuôi nhốt. Ở đây tôi có làm cái cửa để mình ra vô cho nó ăn nè, cho nó thuận tiện thôi đó. Cái này tôi đang đi vô đó. Đó, các bạn thấy không? Còn cái máng nước nè, cái máng nước này cũng tôi cũng tự chế, tôi làm nha các bạn. Tôi mua ống mũ về đó, tôi tự làm, tự làm cái máng nước, các bạn thấy không? Tôi cắt lỗ 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 là ở đây, là đây. Cái này là tôi chế nha các bạn, tôi chế cái máng nước này là cái máng nước tự động để cho con chim cút, bất cứ mình nuôi con gà con vịt gì cũng được. Rồi mình chế cái máng gì để cho nó uống tự động, mình khỏi cần là châm nước hàng ngày, mình cứ câm, mình cứ câu dây nước vô, cái dây nước nguồn chính đó, đó. Ở đây có cái van ha, có cái van đang mà tự chỉnh để cho nước nó nhẹ hay là nó mạnh, thì cái đó các bạn tự làm, mà các bạn coi các bạn tự chỉnh là được. Đây đây, cái này tôi làm gờ, còn cái này là cái phao. Cái phao này, cái phao tự động khi mà nước uống á, con chim cút mà nó uống nước á, mà giật á, tự cái phao nó nhả nước ra rồi nó chảy nó đầy đó, nó không có tràn ra ngoài nha các bạn, mà lúc nào cũng không hết nước hết trơn, trừ khi cái nguồn nước chính mình không có thôi đó. Là tôi chia sẻ với các bạn là cái máng nước tự động này là tự tôi chế. Còn các bạn á, có mua ngoài thị trường á,
thì các bạn có thì các bạn cứ mua, còn này tôi tự chế đó. Mà thị trường thì nó bán, có bán mấy cái máng mà uống nước tự động mà tự mình châm nước vô, hết nước là tự mình châm, nó cũng tự động nữa, nhưng mà cũng mau lắm, mau hết nước lắm đó. Rồi cái này tôi che bạc đó, không tôi che bạc để khi mà con tới mùa mưa đó các bạn, tới mùa mưa hoặc là mùa mà lạnh đó, thì con chim cút nó không có lạnh đó. Ở đây tôi che nè, tôi che nè đó. Đó, các bạn thấy không, tôi che đây, về lên đây các bạn coi luôn đó. Thành ra các bạn nào mà có muốn nuôi chim cút thả vườn như tôi á, các bạn cứ làm như tôi, cứ làm như tôi, làm như tôi mà để nuôi đó. Cái này là hoàn toàn tôi làm theo ý của tôi, hoàn toàn tự nhiên hơn các bạn, hay các bạn đó. Đó, các bạn thấy không? Thì cái chi phí mà để tôi đóng cái chuồng nuôi cút này á, là tầm khoảng 3 triệu đảo lợ. 3 triệu nha các bạn. Cỡ 3 triệu các bạn, và đảo lợ là các bạn cũng có thể là có một cái chuồng như tôi vậy đó. Tại vì tiền cước, tiền lứ là nó gần 1 triệu à. Tính ra 1 triệu rồi đó các bạn. Còn tiền cây, tiền thiết này, ton này tôi cũng tận dụng từ ton cũ ha các bạn. Tôi mua mấy người phế liệu á, người ta bán á, rồi tôi mua lại, tôi làm. Chứ tôi không mua ton mới ha các bạn. Cho đỡ cái chi phí cho các bạn ra, các bạn nuôi nó mới có cái thứ nhất là nó lợi, nó đỡ chi phí. Cái thứ hai nữa, các bạn mà muốn kinh doanh nuôi để kinh doanh thì nó cũng đỡ chi phí cho các bạn luôn. Rồi, cũng xin chào các bạn. Mình xin quay video clip tới đây là mình cũng tạm biệt. Rồi xin chào các bạn, tạm biệt các bạn.